Lần đầu tiên kể từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, nền kinh tế Mỹ đã bất ngờ tăng trưởng âm trong quý 1 năm nay. Đây là số liệu mới nhất vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố. Thông tin thêm từ phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Các chuyên gia kinh tế đã bất ngờ khi GDP của Mỹ tăng trưởng âm 1,4% trong quý 1 năm nay. Mức giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng 6,9% trong quý 4 năm 2021. Sự suy giảm này, theo Bộ Thương mại Mỹ, là hậu quả của nhiều yếu tố như đầu tư tư nhân suy giảm, cắt giảm chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương mại tăng cao do tình trạng nhập khẩu cao hơn nhiều so với xuất khẩu. Lạm phát đang là thách thức lớn cho nền kinh tế Mỹ, đã tăng 8,5% trong tháng 3, mức tăng cao nhất trong vòng 4 thập kỷ tại nước này. Kết hợp với tình trạng chuỗi cung ứng bị đình trệ, giá tiêu dùng và năng lượng tăng cao khiến nhiều người lo ngại nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào đợt suy thoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng nền kinh tế Mỹ còn 3,7% trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường lao động tăng trưởng ấn tượng, tỷ lệ thất nghiệp giảm và sự phục hồi của các ngành dịch vụ sản xuất đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho sự phục hồi nền kinh tế Mỹ sau đại dịch. Bất chấp một số đánh giá không mấy tích cực, thì nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ lấy lại đà tăng trưởng từ quý 2 trở đi, bởi vì một số đánh giá khả quan về chi tiêu tiêu dùng cũng như chi tiêu của doanh nghiệp Mỹ. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.